Đây, phở nguyên Westminster Home Sweet Home. À, đồng bào nhớ ở khắp nơi, khi mà đến California thì phải ghé phở nguyên. Nhớ nha, phở nguyên ở tại đường Golden West và Westminster, ngay ngã tư Golden West và Westminster. Số điện thoại là 714 896 0928. À, nhớ 896 0928. 714 896 0928. Và cũng như hồi nãy tôi có trình bày ở đây là có bán đầy đủ những món ăn, cơm phần và các món to go, rất là tuyệt vời. Có đầy đủ hết. Đồng bào thấy là đây là đầy đủ các món rất là ngon, tươi và bổ dưỡng. Và cơm phần ở đây thì thôi hết chỗ nói luôn, đầy đủ món rất là ngon, bạn thấy không? Và có những buổi mình tiệc tùng á, thì ở đây là có nhận service cho những buổi tiệc, và đồ ăn thì đủ các món ở đây. Vào nhớ ủng hộ phở Nguyên thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và ví dụ như chúng ta thấy ở đây là một tô phở, đây là một tô phở tái bằm ở tại phở Nguyên, và chúng ta thấy là tô phở còn nóng đây, rất là ngon, là mới bưng ra và có đầy đủ các món, nào là giá trụng, hành giấm, hành trần, phở tái bằm và một dĩa rau thơm rất là ngon, và tô phở ở đây thì thôi quá ngon. Vì thế tôi trang trọng giới thiệu cùng đồng hương mình, nơi đây là một trong những quán ăn Việt Nam bình dân mà lại ngon nhất, một trong những quán ăn ngon nhất ở tại thành phố Westminster. Nói riêng và nói chung, đây là một trong những quán ăn bình dân Việt Nam ngon nhất trên thế giới, giá cả thì rất là nhẹ nhàng. Nhớ phở Nguyên, Food to Go, số điện thoại là 714 896 0928. Và một lần nữa, đồng bào nhớ ủng hộ phở Nguyên thuộc thành phố Westminster. Đây, tô phở rất là tuyệt vời. Và tô phở này thì thưa đồng bào, giá cả chỉ có 6 đô la thôi. Làm gì mà có một tô phở đặc biệt như thế này mà chỉ có 6 đô la. Tuyệt vời. Thành thật cảm ơn thời giờ quý báu của đồng bào đã ủng hộ phở Nguyên trong vòng trên 20 năm nay. Cảm ơn cô. Đây là một cơ chị nấu phở rất là tuyệt vời, rất là ngon. Chị vừa đi qua. Dạ vâng. Đây, thưa bà đừng nói. Nhớ phở Nguyên. Phở Nguyên. Phở Nguyên Food to Go. Số điện thoại 714 896 0928. Thành thật cảm ơn.